Rồi, chào các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái việc mà luyện cái chứng chỉ Microsoft Word MOS 2010. Thì cái phần luyện này thì chúng ta không luyện trên phần mềm mà chúng ta luyện theo cái cách là trực tiếp trên máy của chúng ta. Thì chúng ta luyện trực tiếp trên máy của chúng ta thì cái chức năng và một số cái công cụ không thể giống như luyện trên phần mềm GetMetrix. Thì ở đây thì chúng ta luyện thì nó hơi khác một số câu, và ở đây luyện theo cái cách là chúng ta không luyện theo phần mềm, lên chúng cái cách thức làm bài thì có một số câu mình sẽ làm ngắn hơn theo cái hướng dẫn. Thì các bạn có thể chúng ta sẽ phải luyện theo 3 phần, là phần Word Core Test Training 1, Word Core Test Training 2 và Word Core Test Training 3. Thì cái phần dữ liệu, tài liệu mình sẽ gửi ở phía dưới đường link của cái kênh phần luyện mod này. Thì phần dữ liệu của phần này mình sẽ gửi hết cho chúng ta, những cái phần luyện Word này, mod Training 1, mod Training 2 và Word Test Training 1, Word Test Training 2, Word Test Training 3 mình sẽ gửi hết. Thì trong phần này nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ phải thực hành hết 3 phần. Chúng ta để ý ở đây, chúng ta sẽ thực hành hết 3 phần. Phần đầu tiên thì chúng ta phải luyện cái phần test training 1 này. Sau đó chúng ta sẽ luyện sang test training 2. Và cuối cùng là training 3. Đó. Thì nhiệm vụ của phần video luyện này thì chúng ta sẽ luyện hết tất cả khoảng 90 câu. Khi chúng ta luyện 90 câu này, chúng ta có khả năng là tham gia cái lớp thi chứng chỉ MOS cuộc. Thì đây chúng ta để ý ở đây, nó trong các video này thì tất cả có khoảng, chúng ta để ý ở đây là khoảng gần 1, 2, 3, 4, 5, 6 câu. Thì mỗi một phần như vậy thì chia thành 6 video. Đó. Mỗi một phần này thì mình sẽ chia thành 6 video. Chúng ta có thể là sẽ phải thực hành hết tất cả 3 phần như vậy. Rồi, bây giờ thì đó là phần giới thiệu sơ qua tổng quan các video chúng ta sẽ luyện. Thì khi mà chúng ta luyện xong cái 3 phần này thì chúng ta có thể là thi được cái chứng chỉ là Microsoft MOS cuộc. Lưu ý một cái phần này chúng ta phải luyện ít nhất phải 5 đến 6 lần thì chúng ta mới có khả năng mà thi ra thật là nhuần nhuyễn được. Rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc cái video này để mình sẽ bắt đầu cái video đầu tiên của phần Word Test Training 1 này. Thì cái phần này thì dành cho những bạn mà sinh viên mà muốn luyện trước cái phần mod Word. Nhưng mà lưu ý ở đây, phiên bản ở đây là phiên bản 2010. Và cái phần này nếu mà đúng thì chúng ta sẽ thi ở trên phần mềm, luyện thi. Thì khi mà chúng ta khi ở trên phần mềm thì nó sẽ có đầy đủ hết những chức năng của Word. Còn ở đây chúng ta đang luyện trên máy thì nó sẽ có một số câu nó sẽ khác hoặc là không có. Nên là các bạn phải để ý cái phần đó. Thì khi mà không có thì chúng ta lưu ý là chúng ta coi vào trong hướng dẫn. Thì ở đây khi mà chúng ta coi hướng dẫn thì trong cái phần bài tập này thì chúng ta sẽ có lưu ý, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và chúng ta sẽ có cả phần hướng hướng dẫn phía dưới đây, thì mỗi một câu như vậy. Rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ tạm ngừng cái này và mình chuẩn bị sang cái video đầu tiên.